Lời bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 4 tháng 10 cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp, phải cần mà phải cẩn nữa. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết thiếu ốc tổ chức, một khuyết điểm lớn trong các ủy ban nhân dân, quốc danh chiến thắng, đăng trên báo cứu quốc, số 58, ngày 4 tháng 10 năm 1945. Đây là thời điểm đất nước mới giành được độc lập, chính quyền cách mạng mới được thiết lập, phải đối diện với một khối lượng lớn công việc cần được giải quyết, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải dốc hết tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm song cần phải có sự tổ chức khoa học hiệu quả do vậy bác đã viết bài để căn dặn đội ngũ cán bộ các cấp chỉ làm việc chăm chỉ là chưa đủ mà phải làm việc khoa học mới mang lại hiệu quả cao trong tổ chức sắp xếp công việc của chính quyền mới sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dạy cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém và huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng thấu suốt quan điểm của người trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của đảng của dân tộc chế độ là khâu then chốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nên đã dày công tổ chức đào tạo rèn luyện xây dựng được đội ngũ cán bộ tận tụy kiên cường chất lượng ngày càng cao là nhân tố quan trọng đóng góp vào những thành quả vĩ đại của cách mạng việt nam đội ngũ cán bộ quân đội được giao trọng trách lãnh đạo chỉ huy quản lý từ cấp cơ sở đến toàn quân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện đường lối quân sự quốc phòng của đảng nhân tố có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội ta học tập và làm theo lời bác hồ dạy quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã có nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội làm nồng cốt để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó chất lượng toàn diện cả về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống năng lực tác phong phong cách lãnh đạo chỉ huy của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên có phương pháp tác phong công tác khoa học luôn nêu cao tính đảng tính chiến đấu nói và làm theo chỉ thị nghị quyết luôn chủ động sáng tạo quyết đoán dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm có ý thức kỷ luật cao tận tâm tận lực với công việc cương mẫu cả trong lời nói và việc làm có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp do thực tiễn đặt ra có uy tín cao trước bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh. Tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất. Và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video. Các chú bộ đội cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bộ đội này, xin chào tất cả mọi người.